Xin chào các bạn nha các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào bếp để mà mình nấu cơm nha các bạn, mình nấu cơm canh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kho cá lóc, kho quẹt rồi với lại một mớ cá lóc đầu với lại đuôi á, thì mình sẽ nấu canh với lại rau má nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Các bạn ơi, bây giờ mình kho cá nha các bạn. Mình đổ dầu vô để mà mình thử cá nha. Xong mình để tỏi vô các bạn ơi. Tỏi của mình được rồi các bạn ơi, bây giờ mình chuẩn bị để mà mình bỏ cá vô nha các bạn. Mình để cá phanh vô nè các bạn. Cái khúc đầu với lại khúc đuôi thì mình nấu canh nha các bạn. Khúc giữa này thì mình kho. Mình sẽ ớt nước màu vô nha các bạn. Nước màu này ở nhà nội mình thắng nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ để hạt cà no vô nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bỏ vô chút xíu muối nha các bạn. Rồi, muối vô. Nãy mình bỏ cà no rồi các bạn. Giờ mình bỏ bột ngọt vô nha các bạn. Còn này là nước mắm nè các bạn. Chế nước mắm vô luôn. Nước mắm ở nhà nội mình làm nè các bạn. Xong rồi bây giờ mình trộn lên nha các bạn. Đây nó đang hết rồi. Đó, mình để đồ vô hết, giờ mình trộn lên nha các bạn. Mình cho nó đều. Cái điện thoại có gì đâu mà thích không? Dạ đúng rồi. Đây nè, đây nè. Dùng chế nước vô nha các bạn. À. Cá nó thấm rồi các bạn. Chế nước vô được rồi. Bây giờ mình sẽ nấu canh nha các bạn, nấu canh cá. Cái này hồi nãy mình khử tỏi xong rồi, bây giờ mình đổ cá vô mình khử nha các bạn. Xào miếng cá cho nó thơm. Cá của mình giờ săn rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đổ nước luôn nha các bạn. Giờ các bạn bắt đầu mình nêm nếm. Là xong cái con để đồ dưới này. Cái nó gấp. Gấp mấy cái này rồi, vô. Dạ con đổ ít mà nói, không có đổ nhiều. Giờ mình bỏ bột nêm vô nghe các bạn. Chút nữa con nêm nếm lại nữa nội. Con đổ ít thôi, cái hồi con nêm nếm lại nữa. Bỏ nhiều ăn hồi lấy không được bữa. Con không có bỏ nước màu tại vì, con không có bỏ
đường. Kho con không có bỏ đường, tại nước màu nổi thắng con sợ ngọt á. Con không có bỏ đường. Rồi giờ mình đổ đường vô nữa các bạn ơi. Đổ miếng đường vô, miếng canh. Giờ mình bỏ thêm cà no vô nó nha các bạn. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Này canh nè. Nay mình nấu canh rau má nha các bạn. Mình để cho nó sôi đi chút nữa, chín cá hết rồi mình mới thả rau má vô các bạn ơi. Nè các bạn coi nè. Cái nồi cá kho của mình nè. Đó, nó sôi rồi nè, ngon các bạn. Quá ngon luôn. Bữa nào có miếng chà bá luôn các bạn ơi, ngon quá. Ngon lắm. Là canh. Các bạn ơi bây giờ á cá chảo có kho của mình được rồi các bạn. Giờ mình sẽ bỏ hành với ớt vô nghe các bạn. Không đi rồi cái nồi canh của mình giờ được rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái rau má vô nghe các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ rau má vô các bạn ơi. Quá trời rau má. Rau má này nhỏ nhỏ không ngon lắm các bạn. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bỏ hành vô nghe các bạn. Chín hành luôn. Trời ơi, nó nhắc hoài luôn á. Nó nhắc hoài ổng luôn á. Lâu lâu cái nó nhắc lại cái. Các bạn ơi. Nó có cơm nó cũng quay phim nó và sạm sạm sạm. Đó, cái chảo khô quẹt của mình này các bạn. Rồi bây giờ chảo nồi canh của mình giờ tắt bếp ăn cơm thôi các bạn ơi. Thôi tôi còn cái này nữa, cái tôi để vô, cái nữa tôi mới gọi. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào các bạn nha các bạn. Bây giờ mình đã làm xong cái món cá kho, cá lóc kho các bạn, với lại nấu canh nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Cùng mời ông bà cô chú. Con mời ông bà cô chú ăn cơm với con. Rồi, mình mời các bạn cùng ăn nè. Wow, nhìn hấp dẫn quá đi. Con bé thì nó đòi ăn cà ri á các bạn. Còn mình thì mình ăn cá lóc kho nha các bạn. Cà ri ngon lắm á. Quá ngon. Cơm xém rớt rồi. Mời các bạn cùng ăn nha các bạn. Cá lóc kho ngon lắm các bạn ơi. Hai người cháu mình đang ở An Giang đó các bạn. Nhớ nãy về bên phía kia người ta biết rồi. Bác chép luôn. Giờ con chép con đi uống nước nha. Nước hả? Con qua nhanh quên á. Có lóc rất là béo luôn các bạn. Ông bà cô chú uống nước. Đồ ăn của con cũng vậy, cũng béo mà béo hơn. Bé Tẩy thì ăn cà ri các bạn. Bé Tẩy thích ăn cà ri. Thích ăn cà ri từ nhỏ rồi. Xém rớt. Mọi người đừng có quan tâm mẹ con nói chuyện nha. Mình mời các bạn cùng ăn cá lóc với mình nha. Cá lóc ngon quá. Mời ông bà cô chú ăn cà ri với con nha. Phải trộn lên nó mới ngon. Wow.
con với Hoàng Em con giận rồi. Hai đứa giận nhau rồi. Con đứa chơi biên hả? Giận nhau rồi. Chút nhớ làm quà hả? Không. Cho nó hết giận đi rồi làm quà. Giận rồi. Chút xíu không hết giận vậy? Giận rồi. Giận là giận luôn chứ hồi nữa không có hết giận. Vậy hả? Giận là giận luôn. Chị nào hết giận nói với ba nha. Dạ. Nói với ba chi vậy? Nói với ba. Nói với ba biết, nói với ba mừng. Chị nào về ba làm hề với mẹ đi rồi. Rồi con mừng. Ừ, làm hề. Hòa làm hề. Nói hả? Rồi của con béo hết. Nó còn rơi còn đắt còn ngon phải không? Mà mới mua một đống rồi đi ăn luôn á. Đi xuống ăn luôn hai ơi. Hai mami. Mẹ ơi đi xuống ăn. Mẹ ơi đi xuống ăn. Mẹ ơi hướng ăn nè. Cái chảo kho quẹt của mình rất là ngon đúng không bà? Có con cũng rất là ngon. Như ba này sao? Chơi chụp phải tròn. Bữa ăn cơm ở đây ngon ghê luôn các bạn. Lâu lâu giờ quen cơm thì ngon ghê luôn. Hồi sáng con được ăn cua đã lắm. Ngon hả? Dạ. Nó ngồi mà như vậy là like mình với đăng ký mình đó là fan nha. Xin chào mọi người trước nha. Các bạn ơi, buổi chia sẻ bữa ăn cơm ở nhà nội của mình đó các bạn. Đến đây cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại lúc sau nha các bạn.